Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi sang cái chương cuối cùng của chương trình hóa học lớp 8. Tức là chúng ta sẽ đi sang chương 6, đó là chương dung dịch. Vậy chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên, đó là bài dung dịch. Để tìm hiểu xem như thế nào thì được gọi là dung dịch, thì chúng ta sẽ đi vào phần 1, đó là chất dung môi, chất tan và dung dịch, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cái thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1 ở đây là người ta cho một cái thìa nhỏ đựng đường, đúng không ạ? Lấy một thìa nhỏ trong đấy đựng đường, chúng ta đổ cái lượng đường ở đấy vào trong nước, và sau đấy các em dùng thìa các em khuấy đều đi. Khuấy đều thì các em sau một lúc thì chúng ta thấy là đường nó hoàn toàn ở trong nước, đúng không ạ? Và chúng ta không nhìn thấy đâu là đường, không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước nữa. Nó tạo thành một cái dung dịch đồng nhất, đúng không? Và cái đường thì nó hòa tan được ở trong nước. Vậy cái chất mà tan ở trong nước đấy thì được gọi là chất tan, đúng không ạ? Nước là cái dung dịch nó dùng để hòa tan các chất khác. Vậy thì nước sẽ được gọi là dung môi. Và cái dung dịch sau khi mà chúng ta thu được, sau khi chất tan hòa tan ở trong dung môi, thì nó sẽ tạo thành dung dịch. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Thí nghiệm 1, chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm. Đó là đường này hòa tan vào trong nước để tạo thành dung dịch nước đường, đúng không nào? Đường tan trong nước để tạo thành nước đường, tạo thành nước đường. Như vậy người ta nói cái đường này này, cái mà tan được ở trong một cái chất khác thì cái này người ta gọi được gọi là chất tan. Còn dung dịch là một cái dạng chất lỏng mà nó hòa tan được chất khác thì nó sẽ được gọi là dung môi. Cái chất mà dạng chất lỏng mà hòa tan được một cái chất tan khác thì nó sẽ được gọi là dung môi. Vậy nước này người ta sẽ gọi là dung môi. Cái sản phẩm sau khi chúng ta hòa tan cái chất tan vào trong dung môi thì chúng ta sẽ được là dung dịch, đúng không nào? Và dung dịch này thì khi mà nó trở thành dung dịch thì chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là chất tan, đâu là dung môi nữa, vì nó tạo thành một cái hỗn hợp đồng nhất, đúng không ạ? Vậy đây sẽ là dung dịch. Em có thể tham khảo thêm thí nghiệm 2, tức là chúng ta cho một cái thìa nhỏ đựng dầu ăn này hoặc là mỡ ăn vào trong cốc thứ nhất là đựng xăng hoặc là dầu hỏa, và cốc thứ hai là các em đựng nước. Sau đấy các em khuấy nhẹ lên. Các em khuấy nhẹ lên thì em thấy là cái dầu ăn thì nó tan được ở trong xăng hoặc là tan được ở trong dầu hỏa, nó tạo thành một cái dung dịch, đúng không ạ? Và khi nó tan, nó tạo thành cái dung dịch như vậy thì chúng ta không phân biệt được đâu là gì, đâu là dầu ăn, đâu là xăng nữa, cũng như là không phân biệt được đâu là dầu ăn, đâu là dầu hỏa nữa, mà nó tạo thành một cái dung dịch đồng nhất, đúng không nào? Còn khi mà các em đổ dầu ăn vào trong nước thì các em sẽ thấy là dầu nó nổi lên phía bên trên của mặt nước. Như vậy thì chúng ta vẫn phân biệt được phần trên nó sẽ là dầu, phần dưới là nước, tức là hai cái này nó không tạo thành một cái dung dịch đồng nhất, đúng không ạ? Như vậy thì đối với cái trường hợp mà khi dầu ăn cho vào nước thì nước nó không được gọi là dung môi của dầu ăn, bởi vì nó không hòa tan được cái chất tan đấy, mà nó vẫn tách thành hai phần riêng biệt, phần trên là dầu và phần dưới là nước, đúng không? Chỉ khi nào mà nó hòa tan được chất khác thì cái chất lỏng đấy nó mới được gọi là dung môi, và cái dung dịch tạo thành, đúng nào? Chất ban đầu đưa vào hòa tan thì nó sẽ được gọi là chất tan. Còn khi mà nó không tan vào nhau, khi mà các em cho hai chất vào, hoặc một cái chất rắn hoặc là một chất lỏng chẳng hạn và một cái chất lỏng khác, mà các em thấy là nó không hòa tan vào nhau để tạo thành một cái dung dịch đồng nhất, tức là nó vẫn bị tách biệt ra, chúng ta vẫn xác định được đâu là chất thứ nhất, đâu là chất thứ hai, đúng không ạ? Thì cái trường hợp đấy chúng ta không gọi là dung môi, không gọi cái chất lỏng đấy gọi là không được gọi là dung môi của chất rắn, được chưa? Chỉ khi nào nó được gọi là dung môi, khi mà chỉ khi nó hòa tan vào nhau để tạo thành dung dịch đồng nhất, đúng không ạ? Và chất tan của chúng ta, chất tan của chúng ta nó có thể là chất rắn cũng được, nó có thể là chất rắn, ví dụ như đường này cho vào trong nước thì chất tan là chất
chất rắn, đúng không ạ? Hoặc là chất ăn của chúng ta có thể là chất lỏng, ví dụ như dầu ăn, đúng không ạ? Dầu ăn là chất lỏng cho vào cho vào trong xăng, đúng không ạ? Thì dung môi của chúng ta là xăng, còn chất tan của chúng ta là dầu ăn, đúng không ạ? Như vậy chất tan có thể là chất rắn, cũng có thể là chất lỏng, nhưng mà riêng dung môi thì nó luôn luôn phải là chất lỏng, và dung dịch của chúng ta phải là hỗn hợp đồng nhất. Hỗn hợp đồng nhất tức là các em không phân biệt được cái chất nào ra chất nào cả, mà chúng ta chỉ biết lúc nhìn vào chúng ta chỉ thấy một dạng thôi, đúng không ạ? Còn ví dụ như khi mà các em cho dầu vào trong nước thì dầu nổi lên phía trên thì chúng ta lại phân biệt được đâu là dầu, đâu là nước, thì lúc đấy nó không tạo thành dung dịch đồng nhất, đúng chưa? Như vậy này, xăng thì hòa tan được dầu ăn tạo thành dung dịch, nước không hòa tan được dầu ăn. Ta nói xăng nó là dung môi của dầu ăn, còn nước không phải là dung môi của dầu ăn, đúng không ạ? Và kết luận này, dung môi là gì? Là chất mà nó có thể hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch nhá. Dung môi này, cái này này là chất này mà nó có thể hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch, được chưa? Còn chất tan là nó là cái chất mà nó bị hòa tan ở trong dung môi. Chất tan này có thể là chất rắn, cũng có thể là chất lỏng. Còn dung dịch là gì? Là cái hỗn hợp đồng nhất. Vì sao lại gọi là hỗn hợp đồng nhất? Vì chúng ta không phân biệt được là đâu là chất tan, đâu là dung môi nữa, mà nó là một hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan. Thì cái phần kết luận thì các em có thể xem thêm ở trong sách giáo khoa nhé. Nhớ này, dung môi là chất mà nó có thể hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Vậy dung môi thì nó sẽ thường nó sẽ ở là chất lỏng, riêng cái này này thì nó sẽ là chất lỏng. Còn chất tan có thể là chất lỏng hoặc là chất rắn, được chưa? Còn dung dịch thì là gì rồi? Rõ ràng là chất lỏng rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 lớn là dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa. Dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa. Cái phần phía bên trên này cô nói thêm một chút. Như cô đã nói là dung môi thì nó luôn luôn là ở dạng chất lỏng, đúng không ạ? Còn chất tan này có thể là chất lỏng hoặc chất rắn. Nếu như mà trong trường hợp cả hai chất của chúng ta là đều là chất lỏng cả, thì làm sao để chúng ta xác định đâu là dung môi, đâu là chất tan? Ví dụ như các em thấy là gì? Chúng ta cho một lượng gì? Một lượng dầu hỏa, một lượng dầu ăn vào trong dầu hoặc là dầu hỏa vào trong xăng, đúng không ạ? Vậy thì hai cái này thì các em thấy là xăng thì nó cũng hòa tan vào trong dầu hỏa được, mà dầu hỏa nó cũng hòa tan vào trong xăng để tạo thành một cái dung dịch đồng nhất. Như vậy bây giờ cả hai chất đều là chất lỏng thì ở đâu cái nào là dung môi, cái nào là chất tan, các em có phân biệt được không? Lúc này các em sẽ dựa vào cái khối lượng hoặc là thể tích của nó. Đấy, cái nào mà có thể tích nhỏ hơn thì người ta sẽ ngầm quy định rằng cái có thể tích nhỏ hơn nó sẽ là chất tan, cái có thể tích lớn hơn thì nó sẽ là dung môi. Đấy, ví dụ như chúng ta cho một lượng đường nhỏ vào trong nước. Đây là cô đang nói về thí dụ thôi nhá. Thí dụ thì cô đang lấy cái lượng đường nhỏ, tức là người ta sẽ nói là đường hòa tan vào trong nước, chứ thường người ta có ai nói là nước hòa tan vào trong đường không? Đường rất là ít, đúng không ạ, so với nước, thì người ta bảo là đường hòa tan vào trong nước, đúng không ạ? Cũng như là dầu ăn, với một lượng dầu ăn rất là nhỏ người ta cho vào trong xăng, đúng không? Thì người ta sẽ nói là dầu ăn hòa tan trong xăng, chứ ai có ai bảo là xăng hòa tan trong dầu ăn không? Đúng không ạ? Người ta sẽ quy định là cái lượng nhỏ hoặc là thể tích nhỏ sẽ là chất tan, còn cái lượng lớn hoặc thể tích lớn sẽ là dung môi, trong điều kiện nếu hai chất đều là chất lỏng. Nhớ cái đấy để chúng ta làm tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 là dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa. Vậy bây giờ chúng ta có một cái thí nghiệm như sau, tức là chúng ta cho dần dần và liên tục đường vào trong cốc nước rồi các em khuấy nhẹ. Ở giai đoạn đầu thì các em cho đường vào thì các em khuấy thì thấy đường nó tan, đúng không ạ? Cứ cho đường vào thì thấy đường nó tan hết, đúng không ạ? Đấy, thì ta được cái dung dịch khi mà chúng ta thấy là đường nó tan hết vào trong nước. Đấy, cho vào đến đâu thì khuấy tan hết đến đấy, thì cái dung dịch đấy được gọi là dung dịch chưa bão hòa. Chưa bão hòa tức là như thế nào thì lát nữa chúng ta có phần định nghĩa nhá. Sau đấy, sau một lúc rồi
em lại tiếp tục vẫn lượng nước như vậy, các em cho thêm thật nhiều đường vào. Khi mà các em cho thêm thật nhiều đường vào thì các em thấy là một phần đường thì nó tan ra, còn một phần đường thì nó không thể tan, dù các em có quấy kiểu gì đi chăng nữa thì phần đường còn lại nó không tan và nó sẽ vẫn ở bên dưới đáy cốc. Như vậy khi mà đường nó không thể tan thêm được nữa thì cái lượng lúc này, cái dung dịch của chúng ta, người ta sẽ gọi là dung dịch lúc này là dung dịch bão hòa rồi. Như vậy chúng ta sẽ có cái kết luận như sau. Ở một nhiệt độ xác định này, dung dịch chưa bão hòa, tức là dung dịch mà nó vẫn có thể hòa tan thêm được cái chất tan, khi các em cho thêm chất tan vào thì chúng ta quấy thì chất tan nó vẫn tiếp tục là tan ra để tạo thành dung môi. Nhưng mà dung dịch bão hòa là dung dịch mà nó không thể hòa tan thêm cái chất tan được nữa. Ví dụ như chúng ta cho thêm đường vào, khi mà chúng ta cho thêm đường đến một cái nhiệt độ nhất định nhá, chúng ta khuấy chúng ta thấy là lúc này đường nó không thể tan được nữa, và có cho thêm vào nữa thì nó cũng không tan, nó chỉ ở dưới đáy cốc thôi, đúng không ạ? Vậy thì cái dung dịch mà nó không thể hòa tan thêm được cái lượng chất tan thì nó sẽ được gọi là dung dịch bão hòa, là nó không thể hòa tan thêm chất tan. Còn cái dung dịch chưa bão hòa là dung dịch mà nó vẫn có thể hòa tan thêm được chất tan nếu các em cho chất tan vào nhá. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Đấy, chưa bão hòa, dung dịch chưa bão hòa là dung dịch mà có thể hòa tan thêm chất tan. Khi nó chưa bão hòa thì chúng ta vẫn có thể hòa tan thêm được nữa, còn khi mà nó đã bão hòa rồi thì chúng ta không thể hòa tan thêm chất tan. Hai cái đấy là nó ngược nhau, đúng không nào? Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. Như vậy là các em đã phân biệt được hai cái loại dung dịch rồi, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ sang phần 3, làm thế nào để quá trình chất rắn trong nước nó tan nhanh hơn. Cái phần bài này thì hỏi chủ yếu là lý thuyết, và các cái câu hỏi ở trong phần này nó cũng rất là dễ. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn? Hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn ở trong nước xảy ra nhanh hơn? Thì chúng ta có 3 cách. Cách thứ nhất ở đây là chúng ta đi khuấy dung dịch. Ví dụ các em cho một ít đường vào trong nước chẳng hạn, các em để như vậy thì sau một thời gian, nhưng mà thời gian này rất là lâu sau, đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy là đường nó sẽ tan hết ở trong nước, nhưng mà vẫn là cái lượng đường nhỏ đấy các em cho vào trong cái cốc nước đấy, nhưng các em dùng đũa hoặc là dùng thìa các em khuấy lên thì các em thấy là đường nó sẽ tan nhanh hơn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta dùng cái phương pháp là chúng ta khuấy dung dịch, khi chúng ta khuấy dung dịch thì chắc chắn nó sẽ tan nhanh hơn, đúng không ạ? Vậy cách thứ nhất đó là khuấy dung dịch. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là tăng nhiệt độ bằng cách là chúng ta bơm nóng dung dịch.
với hai cốc, một cốc là nước nóng và một cốc là nước lạnh. Chúng ta cho một cái lượng đường vào và chúng ta dùng thìa, vẫn là dùng thìa các em quấy, đúng không ạ? Thế thì các em thấy là trong cái cốc nước lạnh ấy thì là đường nó sẽ tan chậm hơn so với trong cốc nước nóng, đúng không ạ? Trong cốc nước nóng chúng ta thấy lượng đường nó sẽ tan nhanh hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ cách thứ hai, đó là các em sẽ phải đi đun nóng dung dịch. Cách thứ ba ở đây là chúng ta sẽ dùng đến cái phương pháp là chúng ta đập hoặc là nghiền nhỏ cái chất tan ra. Ví dụ vẫn là một cái lượng đường, đúng không ạ? Lượng đường chúng ta dùng đường phèn đi. Đường phèn thì nó có từng cái màu lớn đấy, đúng không ạ? Thì nếu như mà các em để nguyên cả một cái cục đường phèn, các em cho vào, các em khuấy, so với việc là đường phèn này các em nghiền cho nó nát ra, xong rồi các em cho vào nước các em khuấy. Vậy hai trường hợp, trường hợp thứ nhất đó là các em để nguyên cả cái cục đường phèn thì nó sẽ tan chậm hơn so với cái trường hợp là các em nghiền cái đường phèn ra rồi các em khuấy, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ nghiền nhỏ, hoặc là ở đây người ta dùng từ nghiền nhỏ, đúng không ạ? Nghiền nhỏ hoặc là nghiền nát đấy chất tan. Thì nó cũng sẽ là xảy ra cái quá trình là tan ở trong nước là nó nhanh hơn. Như vậy đối với bài học hôm nay nhớ cho cô này, chúng ta phải biết được như thế nào là dung môi, như thế nào là chất tan, như thế nào là dung dịch. Vậy dung môi thì nó là một cái chất mà nó có thể hòa tan cái chất khác để tạo thành dung dịch, đúng không ạ? Dung môi thì nó sẽ là ở thể lỏng, đúng chưa ạ? Còn chất tan là chất mà nó bị hòa tan ở trong một cái dung môi để tạo thành dung dịch, đúng không ạ? Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. Vậy chất tan thì nó có thể là chất rắn, cũng có thể là chất lỏng. Dung môi thì là chất lỏng rồi. Chất tan có thể là rắn, có thể là lỏng. Nhưng mà trong trường hợp nếu như mà chú ý, nếu như mà dung môi của chúng ta là lỏng, chất tan của chúng ta cũng là lỏng. Vậy chúng ta xem thử, vì hai chất đều là chất lỏng thì làm sao chúng ta xác định được đâu là chất tan, đâu là dung môi? Lúc đấy các em sẽ dựa vào khối lượng hoặc thể tích. Khối lượng và thể tích của chất nào nhỏ hơn thì chất đấy nó sẽ đóng vai trò là chất tan, của cái chất lớn hơn thì nó sẽ đóng vai trò là dung môi. Còn dung dịch là gì? Là cái hỗn hợp đồng nhất giữa chất tan và dung môi. Tức là khi mà nó tạo thành dung dịch, chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là chất tan, đâu là dung môi. Còn nếu như mà chúng ta cho hai cái nó trộn lẫn vào nhau mà chúng ta vẫn phân biệt được đâu là chất chất tan, đâu là dung, đâu là chất thứ nhất, đâu là chất thứ hai thì nó sẽ không được gọi là dung dịch nhá. Được chưa? Đối với cái trường hợp là dung dịch bão hòa và dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa là dung dịch mà nó không thể hòa tan, không thể hòa tan thêm được cái chất tan được nữa. Còn chưa bão hòa tức là chúng ta vẫn có thể hòa tan thêm chất tan, đúng không? Ba cái cách để mà chúng ta tiến hành đẩy nhanh cái quá trình tan của một chất ở trong nước thì có ba cái cách. Thứ nhất là các em khuấy dung dịch, thứ hai là tăng nhiệt độ bằng cách là đun nóng, và thứ ba là chúng ta có thể là nghiền nhỏ cái chất tan, đúng không? Bây giờ cô và các em sẽ đi vào các cái bài tập nhé. Bài tập đầu tiên, thế nào là dung dịch? Dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa, hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa, đúng không nào? Vậy bây giờ đây, dung dịch là gì? Dung dịch thì cái này thì chúng ta đã học ở phần 1 rồi, nó là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan, đúng nào? Còn dung dịch chưa bão hòa là dung dịch mà nó có thể hòa tan thêm chất tan, dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan, đúng không ạ? Này thì quá là câu 1 này thì rất là dễ. Bài 1, dung dịch nó là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
Thứ hai là chúng ta có là dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa, đúng không nào? Vậy dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Dung dịch chưa bão hòa, nó là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Tiếp theo là ta có khái niệm dung dịch bão hòa, thì nó là dung dịch mà không thể hòa tan thêm chất tan, đúng không nào? Dung dịch bão hòa thì nó là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. Được chưa? Tiếp theo là người ta yêu cầu cái em ở đây là dẫn ra những thí dụ để minh họa. Vậy chúng ta sẽ có thí dụ như sau. Hòa tan, cái em hòa tan đường vào trong nước. Hòa tan đường vào trong nước. Thì nó tạo thành dung dịch nước đường. Và ở đây thì chúng ta không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước nữa. Sẽ không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước. Đúng không ạ? Như vậy, cái hỗn hợp mà chúng ta thu được đây là hỗn hợp đồng nhất, đúng chưa? Như vậy, nó tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Đấy, và đấy chính là dung dịch nước đường. Thứ hai là chúng ta sẽ xem thử là dung dịch chưa bão hòa. Tức là đây là thí dụ đầu tiên là chúng ta đã nói về cái dung dịch, đúng không ạ? Tức là chúng ta hòa tan đường vào trong nước thì tạo thành được dung dịch cái nước đường. Và vì sao được gọi là dung dịch? Bởi vì là đây là cái hỗn hợp mà chúng ta không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước, nó tạo thành hỗn hợp đồng nhất, đúng không ạ? Đây, theo khái niệm. Thứ hai là dung dịch chưa bão hòa thì các em cũng làm cái thí dụ tương tự, tức là hòa tan một ít đường vào trong nước tạo thành cái dung dịch nước đường. Dung dịch nước đường. Và nếu chúng ta các em tiếp tục cho đường vào, khi tiếp tục cho đường vào thì thấy đường vẫn tan ra.
Thì cái này chúng ta sẽ gọi là dung dịch nước đường chưa bão hòa, bởi vì nó vẫn có thể hòa tan thêm chất tan đây này, đúng không ạ? Như vậy thì đây được gọi là dung dịch. Cái dung dịch này nó sẽ là dung dịch nước đường chưa bão hòa. Dung dịch này là dung dịch nước đường chưa bão hòa. Chưa bão hòa thì nó vẫn có thể hòa tan thêm được đường, đúng không nào? Tiếp theo là các em cho nhiều đường. Cho nhiều đường vào trong nước. Các em cho nhiều đường vào trong nước và khuấy. Khuấy đều. Thì ta thấy là vẫn còn một ít đường không tan hết. Vẫn còn một ít đường nó không tan hết. Nếu như mà một ít đường không tan hết thì lúc này các em có cho thêm đường vào thì cái lượng đường các em cho thêm vào ấy nó vẫn là sẽ không tan đâu các em ạ, đúng không ạ? Đây chỗ này nó bị khuất nên là cô sẽ viết sang phía bên kia bảng nhá. Cho nhiều đường vào trong nước, các em khuấy đều lên. Thì bây giờ cô sẽ xóa cái phần bảng bên này đi nhá. Đây, cô xóa phần này đi. Cho nhiều đường vào trong nước, khuấy đều lên thì chúng ta thấy là vẫn còn ít đường dưới đáy cốc. Tức là cái lượng đường này nó không tan. Và như thế thì các em có tiếp tục cho đường vào. Thì đường vẫn không thể tan. Thì lúc này các em có thêm đường vào thì đường nó cũng không thể tan ra, đúng không nào? Như vậy, bây giờ các em sẽ lọc cái dung dịch này. Lọc cái dung dịch này ra, để lại cái phần đường ở phía bên dưới. Lọc dung dịch. Đấy, ta chỉ lấy cái phần dung dịch, tức là cái phần nước thôi. Còn trừ lại cái phần đường không tan phía dưới thì ta được cái dung dịch nước đường bão hòa. Đấy, tức là chúng ta chỉ lọc lấy cái phần nước đốt sang một cái cốc khác, lấy cái phần nước ở phía trên, còn cái phần đường không tan để lại cái cốc mà ban đầu, đúng không ạ? Vậy cái dung dịch mà nước lọc chúng ta thu được đấy thì nó sẽ là dung dịch nước đường bão hòa, và dù chúng ta có cho thêm đường vào tiếp cái dung dịch này nó cũng không thể hòa tan thêm được nước nữa, không thể hòa tan vào trong cái dung dịch này nữa, đúng không ạ? Thì đường nó cũng không hòa tan. Đấy là chúng ta đã có những cái thí dụ để cho minh họa rồi về cái dung dịch, về dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa. Hai đó là hãy mô tả thí nghiệm chứng tỏ rằng muốn tan nhanh một chất rắn trong nước, ta có thể dùng biện pháp là nghiền nhỏ này, đun nóng vào khuấy dung dịch. Để ta sẽ làm như sau. Bây giờ để sang bài 2 thì cô sẽ xóa toàn bộ bảng đi nhé, để cô sang bài tập số 2 nhé.
chúng ta có cái thí dụ để chứng tỏ thì chúng ta có thí dụ như sau. Chúng ta thứ nhất là cái em sẽ nghiền nát đường phèn. Câu 1 này là các em để nguyên đường phèn. Để nguyên đường phèn. Cho vào cốc nước. Cho vào cốc nước và đi khuấy. Cốc 2 là các em nghiền nhỏ. Cũng cái đường phèn trên. Cũng cái lượng đường phèn như trên. Được chưa ạ? Cũng cái lượng y hệt như trên này nhưng ta nghiền nhỏ đi rồi cho vào cốc nước. Và các em đi khuấy. Như vậy thì em thấy tất cả điều kiện đều giống nhau, lượng đường phèn như nhau, lượng nước như nhau, cũng đều khuấy như nhau. Nó chỉ khác nhau một cái là một cái thì giữ nguyên là từng cái tảng lớn đúng không ạ? Một cái là chúng ta nghiền nhỏ đi. Vậy thì chúng ta sẽ quan sát. Thấy là cốc 2 thì đường phèn tan nhanh hơn cốc 1. Ở cốc 2 đường phèn tan nhanh hơn cốc 1. Cốc 2 đường phèn tan nhanh hơn cốc 1. Như vậy là chứng tỏ là khi mà cái em gì nghiền nhỏ chất rắn thì nó sẽ tan nhanh hơn, đúng không ạ? Chứng tỏ. Chất tan khi được nghiền nhỏ sẽ tan nhanh hơn. Hoặc là chất rắn khi nghiền nhỏ tan nhanh hơn. Thí nghiệm thứ hai là các em lấy ở đây là đun nóng với không đun nóng đúng không ạ? Cốc 1 là các em hòa tan đường hoặc là cho đường bình thường thôi cũng được, hoặc là cho muối gì đấy cũng được. Cho đường vào cốc nước lạnh. Và khuấy. Cốc 2 là các em cho đường, vẫn lượng đường trên. Vẫn lượng đường như trên đấy. Cho đường trên. Tức là cái lượng đường giống y như trên. Vào trong cốc nước nóng. Vào cốc nước nóng. Và khuấy. Như vậy chúng ta thấy là hai cái này nó chỉ khác nhau duy nhất đó là cái cốc nước chúng ta dùng, một cái là nước lạnh, một cái là nước nóng. Vậy quan sát thì em sẽ thấy là cốc 2 đường sẽ tan nhanh hơn cốc 1, đúng nào? Quan sát thì cốc 2 đường tan nhanh hơn. Đúng chưa? Tức là khi mà chất rắn
được đun nóng. Các em ghi tiếp theo cô, chất rắn được đun nóng sẽ tan nhanh hơn. Suy ra là chất rắn được đun nóng sẽ tan nhanh hơn. Được chưa? Cô đọc tiếp này, suy ra chất rắn được đun nóng tan nhanh hơn. Bây giờ sang thí nghiệm thứ ba. Thí nghiệm thứ ba ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp khuấy dung dịch. Vậy câu 1. Em cho đường vào nước lạnh và để nguyên, không khuấy gì cả. Câu 2. Cũng lượng đường trên, cho lượng đường trên vẫn là cho lượng đường trên vào cái lượng nước cũng như trên, cũng vào nước lạnh như trên. Nhưng mà nó khác ở đây là ở cốc 2 này các em dùng một cái thìa hoặc là cái đũa các em khuấy lên. Vậy thì các em quan sát, quan sát thì các em sẽ thấy là cốc 2 đường tan nhanh hơn. Cốc 2 các em sẽ thấy đường nó tan nhanh hơn. Như vậy chứng tỏ là như thế nào? Chất rắn nó sẽ tan nhanh hơn khi được khuấy, đúng không nào? Khi mà các em khuấy, được chưa? Chúng ta sẽ ghi đầy đủ vào là chất rắn tan nhanh hơn khi khuấy. Đấy, chất rắn tan nhanh hơn khi khuấy dung dịch hoặc là khi khuấy. Như thế là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1 và bài tập số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 3. Hãy mô tả cách tiến hành các thí nghiệm sau, chuyển đổi từ một cái dung dịch muối ăn tức là NaCl bão hòa thành dung dịch chưa bão hòa ở nhiệt độ phòng. Vậy bây giờ cô sẽ xóa phần bảng này đi để cô sang bài tập số 3 nhé. Chuyển từ dung dịch mà đã bão hòa thành dung dịch chưa bão hòa. Cái dung dịch muối ăn NaCl bão hòa vậy, một cái dung dịch mà nó bão hòa rồi, chúng ta muốn chuyển nó thành chưa bão hòa thì chúng ta phải làm sao để nó vẫn tiếp tục hòa tan thêm được muối ăn. Muối ăn tức là NaCl ở đây đúng không ạ? Vậy để nó hòa tan thêm được muối ăn thì em chỉ việc là gì? Cho thêm nước vào trong dung dịch này. Khi em cho thêm nước vào dung dịch thì lúc này cái dung dịch này nó sẽ tiếp tục hòa tan được thêm cái muối ăn. Và lúc đó thì nó sẽ tạo thành dung dịch là dung dịch chưa bão hòa. Đúng không nào? Bằng cách làm cho thêm nước vào dung dịch
NaCl. Nói trên. Đấy, thì khi mà các em cho thêm nước vào thì nó sẽ tiếp tục hòa tan thêm được muối ăn. Vậy như vậy thì nó có khả năng hòa tan thêm được chất tan nữa, vậy thì lúc đó nó sẽ tạo thành dung dịch là chưa bão hòa. Đúng không nào? Câu B là chuyển dung dịch NaCl chưa bão hòa thành dung dịch bão hòa. Câu này chuyển cái dung dịch muối ăn mà chưa bão hòa thành bão hòa. Vậy chúng ta sẽ thực hiện bằng cách như thế nào? Bằng cách em cho thêm muối ăn vào. Cho vào đến lúc nào? Đến lúc mà chúng ta muối ăn không thể hòa tan được nữa. Và khuấy. Kem cho vào và khuấy. Đến lúc thấy muối ăn không thể tan được nữa. Muối ăn tức là NaCl đấy. Nó không thể tan được nữa. Vậy thì lúc này các em lọc lấy dung dịch, chừa ra, bỏ cái phần muối đi. Cái phần muối không tan các em bỏ đi. Lọc lấy dung dịch. Các em có thể là qua phễu hoặc là qua một cái tấm màn nào đấy để các em lọc lấy dung dịch, đúng không ạ? Lọc lấy dung dịch trên thì ta được. Ta được cái dung dịch NaCl muối ăn bão hòa. Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3. Tiếp tục sang bài tập số 4. Cho biết ở nhiệt độ phòng khoảng 20 độ C, 10 g nước có thể hòa tan tối đa là 20 g đường và 3,5 g muối. Em hãy dẫn ra thí dụ về khối lượng đường và muối để tạo thành dung dịch chưa bão hòa với 10 g nước trên. Như vậy, để tạo thành dung dịch chưa bão hòa thì các em chỉ lấy cái lượng đường là nó chỉ hòa tan được tối đa là 20 thôi. Vậy thì để tạo thành chưa bão hòa thì chúng ta sẽ lấy cái lượng nhỏ hơn 20. Lượng nhỏ hơn 20 gam đường thì em có thể lấy 18 gam đường, 16 gam đường, 15 gam đường, 10 gam đường, 9 gam đường hoặc là 57 gam đường đều được, đúng không ạ? Miễn sao là nhỏ hơn 20 là được. Vậy thì khi mà nhỏ hơn 20 thì nó vẫn có thể tiếp tục hòa tan đến cái ngưỡng 20, đúng không? Vậy nhỏ hơn 20 thì nó sẽ tạo thành dung dịch là 10 gam nước này với lại cái lượng đường ta cho vào thì nó sẽ tạo thành dung dịch chưa bão hòa. Hoặc là muối ăn thì các em nhỏ hơn, lấy nhỏ hơn 3,6. Ví dụ như các em lấy 3 này, các em lấy 2 này, các em lấy 2,5 này, các em lấy 1,5 này, các em lấy 1, miễn sao là nhỏ hơn 3,6 thì lúc này chúng ta sẽ được dung dịch là gì? Dung dịch muối ăn chưa bão hòa, đúng không ạ? Vì bắt đầu đến cái ngưỡng 3,6 là nó bắt đầu bão hòa, vậy chúng ta sẽ lấy lượng nhỏ hơn thôi. Chất tan nhỏ hơn thì nó sẽ tạo thành chưa bão hòa, đúng không? Bài 4 này, ý A này, thì các em sẽ cho chẳng hạn như là 15 gram hoặc là 10 gram hoặc là bao nhiêu, miễn là nhỏ hơn 20, đúng không ạ? 15 gram này hoặc là 10 gram, còn đây là đường. Vào 10 gam nước. Và khuấy. Khuấy để cho nó nhanh hơn thôi. Không khuấy thì nó cũng tan nhưng mà nó lâu hơn.
cái em quấy thì nó lại nhanh. Thì ta được là dung dịch nước đường chưa bão hòa. Ta được dung dịch nước đường chưa bão hòa. Bây giờ các em miễn sao thì em cho gì nhỏ hơn 3,6 gam muối, hoặc là các em cho gì 3 gam muối này. Nhỏ hơn thì các em có thể lấy 3 gam, có 2 gam, 1 gam cũng được, đúng không ạ? Vào 10 gam nước ở 20 độ C. Đây các em có thể bổ sung là ở 20 độ C, đúng không? Người ta cho 20 độ C đúng nhỉ? Đấy, được chưa? Vào 10 gam nước ở 20 độ C thì ta được dung dịch nước muối là chưa bão hòa. Vì nó nhỏ hơn 3,6 mà đến 3,6 thì nó mới tạo thành dung dịch bão hòa. Như vậy chúng ta có cái 3 gam thì nó vẫn có thể hòa tan thêm được, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ tạo thành dung dịch là nước muối chưa bão hòa. Em có nhận xét gì nếu khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước? Câu B là khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước. Và người ta nói rõ là ở 20 độ C đúng không ạ? Thì các em biết là theo đề bài thì người ta bảo là ở 20 độ C thì 10 gam nước nó chỉ hòa tan được tối đa là 20 gam đường thôi. Như vậy khi khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước thì có 20 gam đường tan và 5 gam đường không thể tan. Không thể tan. Như vậy là nó tạo thành dung dịch bão hòa, nước đường bão hòa. Vậy các em lọc cái dung dịch này đi đã. Lọc dung dịch thì ta được là dung dịch nước đường bão hòa. Lọc thì có nhiều cách, các em có thể qua phễu hoặc là qua cái một cái miếng vải màn nào đấy, đúng không ạ? Và đổ nước qua thì chúng ta sẽ được cái phần dung dịch, và cái phần đường không tan thì nó sẽ bị giữ lại phía trên, đúng không ạ? Vậy cái dung dịch chúng ta thu được đấy là dung dịch nước đường, nó bão hòa. Còn khi mà các em 3,5 gam muối vào trong 10 gam nước, đúng không ạ? Khuấy 3,5 gam muối vào 10 gam nước thì các em thấy là như nào? 10 gam nước thì nó được tối đa hòa tan được 3,6 gam. 3,6 gam là muối, đúng không? Như vậy ở đây mới chỉ hòa tan có 3,5 thôi, nó vẫn có thể hòa tan thêm 0,1 gam nữa, đúng không ạ? Vậy khuấy 3,5 gam muối bằng 10 gam nước thì muối tan hết. Và nó tạo thành cái dung dịch nước muối chưa bão hòa. Chưa bão hòa tức là nó vẫn có thể hòa tan thêm được là 0,5 gam muối nữa, 0,1 gam muối nữa, đúng không nào?
nhau là chúng ta sẽ sang bài tập số 5. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút, bây giờ cô sẽ xóa bảng đi để cô sang bài tập số 5. Trộn 1ml rượu etylic hay còn gọi là cồn đấy, đúng không ạ? Vào 10ml nước cất thì câu nào diễn đạt là sau đây là đúng? Thì các em thấy là cả hai chất này đều là ở dạng là lỏng, đúng không ạ? Và các em thấy là rượu với cồn, nước với lại cồn thì nó có thể hòa tan ở trong nhau. Như vậy thì đối với hai chất đều là chất lỏng như thế này thì chúng ta sẽ ngầm công nhận với nhau, đó là cái chất nào mà có khối lượng hoặc là thể tích ít hơn thì chất đó sẽ đóng vai trò là chất tan, và chất có khối lượng hoặc là thể tích nhiều hơn thì em sẽ cái chất đấy nó sẽ đóng vai trò là dung môi, đúng không ạ? Hai chất này nó có thể hòa tan vào nhau để tạo thành dung dịch rồi. Vậy chúng ta sẽ ngầm định chất có thể tích ít hơn nó sẽ là chất tan. Như vậy chúng ta sẽ ngầm định ở đây là rượu sẽ là chất tan, rượu etylic là chất tan, và dung môi ở đây sẽ là nước. Và các em hãy chọn cho cô câu 5 đáp án đúng chính là đáp án A. Đó là chất tan là rượu etylic và dung môi là nước. Sang bài 6. Hãy chọn câu trả lời đúng. Dung dịch là hỗn hợp như thế nào? Vậy cái này các em theo định nghĩa, dung dịch là hỗn hợp phải là đồng nhất, đúng không ạ? Giữa dung môi và chất tan, tức là trong đấy chúng ta không phân biệt được đâu là chất tan, đâu là dung môi. Như vậy thì đáp án của chúng ta ở đây không phải là của chất rắn trong chất lỏng, mà nó là dung dịch đồng nhất của dung môi và chất tan. Vậy đáp án đúng chính là đáp án D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa đi xong lý thuyết cũng như toàn bộ các bài tập ở trong sách giáo khoa của bài dung dịch. Các em về mà nếu cần hãy xem lại những bài mà cô và các em đã vừa làm trong buổi học hôm nay và làm tiếp cho cô các bài tập ở trong sách bài tập. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em các bài tập trong sách bài tập nhé. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.